câu chuyện này mang tên người có miệng lưỡi độc nửa đêm tôi nhận được lệnh của cấp trên phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn ngay dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cây cầu này lúc chúng tôi đến hiện trường thấy kẻ tự sát là phụ nữ qua khám nghiệm có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao sợi dây thắt chặt tới xương cổ bị gãy. Điều tra về nhân thân lý địch thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy một tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát anh còn khóc lóc trên rỉ hướng tới cảnh sát trách vợ um sùm và kể hết mọi việc té ra sự tình không có gì phức tạp ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn cô vợ ở nhà một mình chăm con sau khi ông chồng quay về cô vợ khóc lóc gây ầm lên cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình hẹn hò gian díu với cô x ông chồng nghe vậy nổi tức lên liền bỏ đi ra khỏi nhà, tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư, đại ý như sau: Anh hãy về bà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trí mà dòm ngó cái tin nhắn trong điện thoại. Mãi đến lúc ông về thì phát hiện thằng bé con đã trồi đạp, khiến mình rớt ra và bị chết cống. Các nhà ở Tôn Quê và mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phẫn trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cống. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin, vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, cả lan ra ngớt xỉu. Bởi chút gây cãi vùng vặt mà dẫn đến mức hai mạng người hạnh phúc gia đình vì đây tan nát tôi chỉ biết thở dài qua khám nghiệm kỹ càng án được chứng thực là tự sát nên vụ việc nhanh chóng kết thúc nhưng trong quá trình điều tra chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa chính lão lưu chủ tiệm sửa xe trong thôn mới là nguyên nhân gây ra thảm án này qua phỏng vấn hội thăm chúng tôi được biết ông lưu tuổi hơn năm mươi đã ly hôn nhiều năm hiện đang sống một mình bình thường tính ông ưa đặt chuyện thiêu dệt nói tỳ phi không có duyên cớ gì cũng đụng thành to chuyện được chính ông đã đâm thật và đặt điều nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình hơn nữa ông còn thêm thắt miêu tả tỉ mỉ ly kỳ giống như là có thật hẳn hoi khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông riêu rao mới biết đây chỉ là tinh vịt mà thôi rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh tố cáo nói rằng ông lưu rất ưa thiêu dệt đặt chuyện thị phi đã có nhiều gia đình vì tin lời ông mà xảy ra bất hòa phu thê trở mặt phụ tử ác cảm thậm chí dẫn tới đánh lộn gây gãi mỗi khi ông lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo thì tỏ ra rất hớn hở khoái chí ông ra ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào mặc dù nó gieo ra thảm sự cô vợ vì làm tin lời hoang đường của ông mà chút phiền treo cổ nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân bởi thế chúng tôi chỉ nhắc nhở cảnh cáo ông tôi bất ngờ là chưa đầy một tháng cảnh sát vùng đó báo cho tôi hay ông lưu đã xảy ra chuyện vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tìm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bỏ ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạn và vớ được một cái bình. Đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, yeah, đó không phải là rượu bia mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại. Độ ấm cực thấp, phải quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó, ông lù ngã xuống, ngất đi. May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi của ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này đã bị gắm dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố rằng, từ nay chẳng những ông luôn không nói được mà kể cả vòm miệng cũng khó bảo toàn. Sau này xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị theo y học bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng cũng đều do có bệnh hoặc do những nguyên nhân khác tôi là đệ tử phật cũng là bác sĩ ngành y đối với quan điểm khoa học tôi luôn tôn trọng Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng Tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết Nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không Quả thật có liên quan đến những gì chúng ta làm Và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả Nếu như tôi không biết Phật Pháp Khi tiến hành công tác điều tra Tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận Chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện ra chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật pháp nói, nghiệp lực chúng sinh không thể lường rất đúng. Có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Dĩnh. Ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt theo đặt chuyện lấy đây làm thú tiêu khiển, không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho bao người trong thôn làng nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả giò miệng ông bộ phận cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt hàng ngày xem báo đài chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lỏng rủ nhau thừa lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt cùng ném đá làm vỡ kiến các xe hơi hoặc ném đá làm vỡ kính đèn tín hiệu ở các trạm hóa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người, lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm vỡ kính, đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hóa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường vì vậy chẳng những tự mình khiến phúc lộc quyền bị sạc mà người tạo ác ngoài việc sinh vào cõi không lành còn có thể chiêu dời quả báo không tay bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp ngược lại nếu chỉ toàn gieo rắc đem đến hiểm nguy thì sẽ bị loại tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm chứ không phải là không có báo chỉ vì thiếu hiểu biết chẳng được giảng dạy về nhân quả do không am tường nên người ta mới phạm tội vì vậy điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả khi đã minh bạch lý này thì không cần có kẻ giám sát Người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân Tự nguyện dứt ác hành thiện Nhân quả báo ứng Nhai xương, mút tủy Mùa hạ năm 1996 Vợ một phú ông từ Đài Loan đến Bà bị bệnh viêm xoan mũi Ngót mười mấy năm chưa khỏi Nên phải sang Đại Lục Lên ngủ Đài Sơn Xin bái kiến hòa thượng cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi, lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng bà không được tốt lắm. Dạ, đúng vậy, bà ta thưa. Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ. Đời sống rất chật vật, gian khổ. Dạ, đúng vậy. Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá. Nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng mình cá đuôi cá cũng đem phân chia cho các con còn lại xương đầu cá bà không đành quăng bỏ nên bỏ vào miệng nhai nát múc tủy nó sau này gia cảnh dù giàu có rồi nhưng tập quán cụ của bà đã huân sâu nên vẫn tái diễn cho đến nay thì lúc ăn cá bà vẫn thích nhai xương nuốt tủy nó phải vậy không đúng thế thưa sư phụ bởi vì đã thành thói quen rồi con thấy xương cá ăn rất ngon nhưng con nghĩ thức con ăn là tam tịnh dục thịt nằm trong ba điều mắt chẳng thấy người giết tai chẳng nghe người giết chẳng phải là giết cho mình ăn mà chẳng phải được phép ăn sau bà có chỗ không hiểu nên hỏi lại ăn tam tịnh dục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo phật giáo bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh. Ăn tam tịnh nhục chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tình tấn không ngừng niệm Phật tùng kinh mà tự nhiên họ không còn tư tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoàn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý. Sư phụ giải thích. Sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội ư. Bà vẫn không hiểu, hỏi lại. Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Và chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung diễn tả tâm trạng của người đang sân hận nữa. Phải biết động vật trong lúc bị ta sát hại lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần và đối với người sát hại nó cũng như rất căm hận người ăn nuốt nó bởi vì tất cả chúng sinh thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình rất yêu quý thân mình cho rằng các nhục thể bị ăn đó là của mình vì vậy dù chết thần thức hoàn toàn không chịu xa lìa thân thể bất kể là thân đương sự bị băng vằng nuốt sống hay đã làm chính như quay, nướng, chân xào. Chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều. Do vậy, bà dù đã chết, thần thức con vật khi thấy thân xác mình bị băm vầm, xào nấu, nhai nuốt, nó cũng vẫn thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy, khi người ăn thịt ra tay rút gân, lột da động vật, nhai xương nuốt tủy, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương. Đâu phải chỉ vung dao là kết liễu xong, mà thống khổ gieo cho công vật không ngừng gia tăng, nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thâm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp hòa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tính thờ Phật không nên ăn tam tịnh dục, càng không thể ăn đồi tạng động vật như tim gan phổi, mắt, lưỡi, ốc tủy. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó. Đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng cạc nhiều là cùng các loài động vật gây oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình phát sinh nhiều bệnh hiểm. Sư phụ, thế thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành hay không. Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phúc thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như một ngày bà có thể tụng một bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao của người nuôi cá để chờ ăn thịt nên thả trong sông biển ao hồ rộng lớn để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điều cầm, thú rừng cũng vậy. Hãy thả những nơi an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loại động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn, bù đắp lỗi sát ngày xưa. Chúng đó đều có tính linh, không chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn, không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn hay chưa? Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời ngài dạy. Bà nói có vẻ kiên quyết. Nhà xương nuốt tủy, có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ đương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu. Vì vậy, đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Riêng phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để, ý. bà còn quay trở lại ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng. Bệnh tùng khẩu nhập chính là đừng ăn những thứ không nên, đừng thốt những lời không nên nói và đừng làm những việc không nên làm. Có thể nói rằng, các bệnh tật và nỗi khổ sinh tử trong thế gian đều liên quan đến khái niệm duyên và quả. Trong Phật giáo, duyên hay còn gọi là nhân duyên, thể hiện mối quan hệ và tương tác giữa tất cả mọi vật. Và quả hay còn gọi là nhuận quả, thể hiện nguyên nhân và hậu quả của mọi hành động và ý niệm tất cả các hành động, tư tưởng và lời nói đều tạo ra quả báo và chúng ta phải chịu trách nhiệm với quả báo đó. Bệnh từ khẩu nhập Vì thèm ăn mà kho thịt rán cá, nào biết động vật bị giết trong lòng chẳng cam. Nhà bếp biến thành lò đồ tể, môi ruột mổ bụng, phun đau hành hình. Bạn chiên, xào, nấu hầm thịt loài vật thậm chí ăn sống nuốt tươi cho đó làm mỹ vị cao lương ngon bổ đâu biết vật chết thảm lòng đầy oán hận thân thức chúng sẽ gá vào thân bạn sớm muộn gì cũng bắt bạn đền mạng thiện ác số cuộc đều báo ứng bệnh tùng khẩu nhập chẳng đợi lâu một khi nghiệp ác tạo đầy bệnh sẽ hành thân vào y viện. Lúc đó thì bạn sẽ bị mổ ngực, sạch bụng, phải nằm dưới lưỡi dao phẫu thuật và toàn cảnh hành hình khi xưa nơi nhà bếp sẽ tái diễn trên thân bạn. Nếu sớm biết ngày nay chịu khổ thì ban sơ chẳng nên giết vật ham ngon. Giải thích, mỗi cá nhân trong đời không ít thì nhiều, ai cũng bị bệnh hành hạ khiến mình và người thân thân tâm thống khổ khôn xiết. Bất kể bạn nghèo hay nhà giàu, có quyền thế hay không, chẳng ai thoát khỏi bệnh hành hạ. Thậm chí mạng sống từng phút giây luôn bị dày vò. Lúc này kim tiền quyền thế đều không cứu bạn nổi. Thế vì sao người ta bị bệnh? Trự chứng lão suy khiến cơ quan thân thể già yếu ra thông thường mọi người đều cho rằng bệnh tùng khẩu nhập, tức là do ăn phải thức ăn không sạch, thiếu vệ sinh mà bị bệnh. Nếu lập luận này đúng, thì chúng ta hãy nhìn những người quanh năm sống ngoài trời, ngủ nơi đầu đường xóa chợ, mặt chẳng rửa, thân thể chẳng tắm, chuyên kiếm ăn nơi bài sát, bất kể xuân hà, thu đông. Họ luôn áo chẳng đủ che thân bị mũi mỏng cắn chích. Nếu so với những kẻ được gọi là văn minh như chúng ta, lúc nào cũng sao giảng vệ sinh, bữa ăn luôn được tuyển chọn sất bổ kỹ lưỡng, xong lại thường xuyên phải uống thuốc và đến nơi y viện nhiều hơn. Thế thì câu bệnh tùng khẩu nhập, sốt cuộc có ý gì? Vào niên đại 50, chứng viêm phổi được xem như bệnh nặng nhưng khi đã có thuốc trị khỏi thì sau đó xuất hiện chứng lao phổi cuối cùng rồi lao phổi cũng trị được thì tiếp theo lại có chứng ung bú, sida thậm chí còn nhiều bệnh lạ đến chẳng kiếm ra tên nữa để mà gọi mỗi khi có một chứng bệnh kỳ dị xuất hiện các nhà y học trên thế giới đều đau đầu và không tìm ra cách giải quyết hơn nữa trên báo chí cũng loan tin có nhiều quái bệnh vô phương giải thích đầy rẫy không cùng theo thời gian khoa học ngày càng phát triển thuốc men ngày càng tân tiến con người sở hữu đủ loại thuốc quý đắt tiền nhưng thầy đều chẳng xóa được tung tích bệnh hoạn giống như trời xanh cố ý đối nghịch cùng nhân loại vậy hiện nay y viện khám bệnh không dễ thu phí mắc nhưng tìm được thầy thuốc giỏi lại càng khó hơn nguyên nhân nào khiến con người bị bệnh đọc kinh sách xong chúng ta sẽ hiểu rõ thôi sau khi kiểm chứng vô số lần trong thực tế thì tôi có thể kết luận đơn giản rằng tham sân si chính là cội nguồn của bệnh nói cụ thể thiền mười nghiệp ác chính là nguyên nhân của phát bệnh giữ của và xã của. Thổ xưa có hai anh em, cha mẹ mất sớm, để lại một gia sản to lớn, không hiếu dưỡng được song thân. Họ rất lấy làm buồn tiếc. Thời gian vùng vụt trôi, hai anh em từ chí hướng đến ý thích khác biệt nhau rất xa. Người anh thị mến đạo nghĩa, thường thường làm việc thiện như bố thí của cải. Do đó gia sản ngày càng tổn giảm còn người em thì mê tài sản trổ tài manh lới làm các thứ kinh doanh nên gia sản càng ngày càng tăng thêm vì thế người em rất bất mãn đời sống của anh mình một hôm không chịu được nữa người em gọi anh ra lên mặt dạy dỗ anh em chúng ta bất hạnh nên cha mẹ mất sớm cha mẹ để lại gia tài cho chúng ta chúng ta làm con thì phải nhớ nghĩ đến từ tâm của cha mẹ, mau mau nỗ lực làm ăn buôn bán để giữ gìn và phát triển vốn gia sản sẵn có ấy, khiến hương hồn của cha mẹ ở cõi trời được an ủi, thì mới đúng đạo làm con. Đằng này anh từ sáng đến tối cứ lo chạy theo mấy ông samôn xuất gia để nghe kinh phật, không lẽ mấy ông ấy có thể cho anh áo quần tiền tài hay sao? gia đình anh càng ngày càng nghèo khó, tài sản càng ngày càng hao hụt. Không những có lỗi với hương hồn cha mẹ, mà còn làm cho làng xóm chê cười. Những gì chú nói, anh đã biết rõ hết. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thiện cận của thế tục. Chú nghĩ rằng mình phải bảo trì và khuếch trương sản nghiệp của cha mẹ mới là tận hiếu. Nhưng anh thì hoàn toàn không nghĩ như chú. Làm như thế, chẳng qua chỉ cho chú có thêm điều kiện hưởng thụ. Chứ phong hồn cha mẹ được lợi ích gì trong đó. Còn anh thì lại lo dựng ngũ giới một cách nghiêm chỉnh. Chuyên cần thực hành 10 điều thiện. Cúng dường tam bảo. Lấy đạo cả và cứu cha mẹ. Khiến hương hồn cha mẹ được xa lìa nẻo khổ mà sinh về đường thiện dần dần tiến đến chỗ giải thoát vĩnh hằng. Đây mới là con đường báo hiếu chân chính. Đạo và đời vốn tương phản nhau. Cái mà đạo cho là sung sướng và quý giá, thì đời lại chê là thấp hèn, đáng ghét. Những gì chú cho là khoái lạc hôm nay, chính là gốc rễ của phiền não về sau. Anh không muốn đuổi theo những khoái lạc huyền ảo như thế cái khoái lạc mà người có trí tuệ mong cầu là khoái lạc vĩnh hằng kìa. Người em nghe anh nói, cảm thấy mình không có lý lẽ để tranh cãi, nhưng trong tâm thì không phục, bèn nén giận cúi đầu. Người anh biết em mình không thể nói một lần mà hiểu, bèn phát biểu tâm trí muốn cầu học đạo của mình. Người em biết anh mình tâm đã cương quyết, hướng về đạo nên đành im lặng nén hận bỏ đi. Không lâu sau, người anh muốn cho việc học đạo của mình được chuyên tâm, nên lìa bỏ gia đình, khoác y ôm bệnh bác làm sa môn, ngày đêm tinh tiến tu thiền, cẩn thận từng lời nói, từng ý nghĩ, về sau chứng được quả A-la-hán. Người em nghe tin này không những không vui mừng, mà lòng phiền não giận hờn càng gia tăng thêm. Người này từ sáng đến tối lo làm ăn để tăng trưởng sự nghiệp cho đến mức đầu óc choáng váng còn việc nhân sinh giải thoát thì không mảy may chú ý cuối cùng gia tài ước triệu nọ cũng không kéo dài được đời sống vốn có giới hạn quả thật là chết đi không đem theo được bất cứ vật gì chỉ có cái nghiệp là theo sát bên thân trong lúc sống người em quá ư tham dục nên bị đọa xuống kiếp súc sinh, đầu thai làm trâu. Con trâu sinh ra khỏe mạnh mập mạp, bèn bị một người nhà buôn mua về kéo xe muối. Kéo xe trèo dốc đường dài, lao khổ không phút nào nghỉ ngơi. Con trâu mất sức, gầy mòn, mỗi lần lên dốc thở phì phò mà vẫn bị soi vọt, trông thật là thê thảm thương tâm. Vừa đúng lúc ấy, người anh đi ngang, dùng đạo nhãn quan sát con trâu biết đây là em mình nên nói để khai mở trí huệ cho em chú một đời khổ cực gia tài sản nghiệp chú gom góp được tính ra không biết bao nhiêu mà kể bây giờ gia tài ấy đâu rồi trước kia chú nói đạo cả là vô dụng vì không đem lại quần áo ăn uống tiền tài mới đáng quý vì nó giúp chú thỏa mãn được dục lạc Bây giờ đào cả lại làm cho anh giải thoát được luân hồi, chứng được quả thánh. Còn tiền tài mà chú quý trọng, tại sao lại không cứu chú thoát được kiếp trâu mà sinh về nẻo thiện? Nói xong, người anh vận dụng thần thông, khiến con trâu thấy được kiếp trước của mình. Con trâu tuy không nói được, nhưng đau khổ rơi nước mắt, biết mình kiếp trước có được thân người, nhưng lại làm nhiều điều bất thiện. Tham lam ganh ghét, không tin Phật pháp, khinh chê thánh chúng, không nghe lời khuyên bảo thiện lành của anh. Cho đến nỗi bây giờ đọa làm thân trâu, hối tiếc thì đã quá muộn. Người anh biết em mình đã có tâm niệm hối hận và tự trách, liền xin người chủ mua lại con trâu này và đem mối quan hệ giữa mình và con trâu kể lại cho người chủ nghe. Người chủ nghe xong, tóc gáy dựng đứng rùng mình ghê sợ không đòi tiền mà đem trâu dân tặng cho người anh người anh dắt trâu về chùa phóng sinh cho nó quy y tam bảo và dạy nó niệm phật không lâu sau con trâu chết đi sinh lên cõi trời đau lợi về sau người chủ con trâu nghĩ đến vấn đề sinh tử luân hồi cũng xả bỏ tất cả chuyên tâm tìm học đạo cuối cùng được mãn nguyện, chứng được thánh quả, giải thoát phiền não. Nỗ lực kiếm tiền cho chính bản thân mình, thì tiền ấy không hề thuộc quyền sở hữu của mình, còn dùng tiền tài để đem lại hạnh phúc cho xã hội, ích lợi cho chúng sinh, thì tiền tài ấy bởi chính thật thuộc về mình. Có nhân thì tất nhiên phải có quả. Đây là một đạo lý bất di, bất dịch, quả báo thảm khốc của lời thề vào thời đức phật còn tại thế có vị tỳ kheo ni tên là phi diệu sau khi chứng đắc quả a la hắn liền tự nói ra với ni chúng những quả báo thiện ác của chính mình trong đời trước tỳ kheo ni phi diệu kể lại rằng vào thời quá khứ ta từng làm vợ của một vị trưởng giả rất giàu có ông này chưa có con nối giỏi nhân có nhiều tiểu thiếp sinh được đứa con trai nên ta ghen tị mà lén lút giết chết đứa trẻ người thiếp ấy oán hận lắm mắng giết rất nhiều câu khó nghe khi ấy ta liền tự phát lời thề đọc rằng nếu quả thật tôi giết con của cô thì chồng tôi sẽ bị rắn cắn con tôi sinh ra sẽ bị nước trôi bị sói ăn thịt tự tôi sẽ ăn thịt con mình thân tôi sẽ bị chôn sống cha mẹ người nhà đều sẽ bị lửa lớn thiêu chết do nghiệp ác đó sau khi chết ta bị đọa vào địa ngục chịu vô số những khổ não đau đớn sau khi chịu tội ở địa ngục xong trong đời này ta được sinh làm con gái của một vị bà la môn khi ấy ta mang thai sắp đến ngày sinh nở liền cùng chồng đi về nhà cha mẹ. Giữa đường, chợt đau bụng sắp sinh, phải dừng lại sinh trong đêm dưới một gốc cây. Bỗng có một con rắn độc cắn chết chồng ta. Ta đau buồn khóc lóc. Đến trời vừa sáng, thì tay dắt đứa con lớn, tay bồng đứa con nhỏ, gạt nước mắt mà tiếp tục lên đường. Phía trước bỗng gặp một con sông trắng ngang, không có thuyền bè qua lại ta liền để đứa con lớn ở bờ sông bên này, bế đứa con nhỏ bơi qua sông trước, đặt con trên bờ rồi mới quay lại đón đứa con lớn. Con ta nhìn thấy mẹ thì từ bờ sông chạy ngay ra, không ngờ liền bị nước cuốn trôi đi mất. Ta không cứu được đứa con lớn, quay lại chỗ đứa con nhỏ thì nó đã bị sói ăn thịt mất rồi, chỉ còn thấy máu thịt còn lên láng nơi ấy đau buồn thống thiết vì cốt nhục chia lìa ruột gan ta như đứt đoạn chết đi sống lại ta tiếp tục đi về nhà thì gặp một vị bà la môn là người quen thân với cha mẹ ta liền kể hết những nỗi thống khổ của mình rồi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ vị ấy liền nói cách đây mấy hôm nhà bị cháy ông bà cùng tất cả người nhà đều chết cả Nhân đó, ông liền đưa ta về nhà, nuôi dưỡng như con gái. Về sau, ta lại tái hôn với một người khác. Mang thai đến khi sắp sinh nở, thì vừa gặp lúc chồng ta đi uống rượu về. Không ai mở cửa, nên tự phá cửa vào. Đang lúc say rượu điên cuồng, chồng ta liền trói ta lại, rồi đánh đập tàn độc, lại nấu thịt đứa con mới sinh, bắt ta phải ăn ta quá sợ phải cố nuốt vào một miếng đau xé tâm can sau việc đó ta bỏ chồng trốn chạy đi thật xa đến nước ba la nại dừng nghỉ ở gốc cây thì gặp một người vừa chết vợ liền cùng ông ta kết làm vợ chồng được một thời gian người này bỗng lăn xa chết theo luật của nước ấy nếu vợ chồng vẫn còn đang chung sống với nhau thì khi chồng chết vợ phải chôn theo thế là ta bị chôn sống theo chồng may thay lúc đó có một bọn trộm cắp kéo đến đào mộ để lấy của cải ta nhờ đó mà được cứu ra còn sống khi ấy ta tự suy nghĩ không biết mình đời trước đã tạo tội gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã phải liên tục gặp những tai họa khủng khiếp đến như thế khi nghe biết đức phật thích ca đang ở nơi tinh xá kỳ hoàng ta liền tìm đến chỗ phật cầu xin được xuất gia vì trong quá khứ ta đã có lần cúng dường thức ăn cho một vị phật bích chi lại nhân đó có phát nguyện tu hành nên nhờ nhân duyên ấy mà đời này ta được gặp đức phật cuối cùng tu tập chứng đắc quả a la hán lời bàn thật bi thảm lắm thay chỉ một thời gian ngắn mà liên tiếp gặp những tai họa kỳ lạ như thế. Lại cũng vui thích lắm thay, được gặp Phật xuất gia, cuối cùng chứng đắc quả A-la-hán. Nghiệp quả bi thảm ấy, miệng nói ra không đúng như trong lòng nghĩ. Phát lời thề độc để mong người khác nghĩ mình là ngay thẳng. Còn quả lành vui thích ấy là nhờ cúng dường thức ăn cho Phật Bích Chi lại phát nguyện cầu đạo xuất thế, cho nên nói rằng hòa phúc đều do chính mình tạo ra đó thôi. Quả báo ép bạn gái bỏ thai. Năm nay tôi 31 tuổi, lấy vợ được 3 năm, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con. Dù đã rất mong mỏi, cũng đã đi khám, chữa trị nhiều nơi, nhưng kết quả vẫn thấy cũng giống như bao thanh niên cùng trang lứa khác. Tuổi trẻ tôi cũng mãi mê với những cuộc tình, yêu đương và chinh phục. Thời sinh viên, tôi có không biết bao nhiêu mối tình. Có những cuộc tình đơn thuần chỉ là cảm tính. Có những cuộc tình chỉ là tình một đêm. Nhưng cũng có cuộc tình sâu sắc. Người ta bảo đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Sau những cuộc tình một đêm chóng vánh, tôi đã kịp để lại hậu quả cho hai trong số những cô gái mà tôi đã qua đêm nhưng chỉ là thoáng qua nên chúng tôi chấp nhận giải quyết êm đẹp với nhau tôi trả tiền để cô gái ấy đi phá thai xong rồi lại như không quen biết cho đến khi năm học thứ tư đại học tôi có một mối tình khá sâu đậm với một người con gái trong suốt hai năm tôi đến với cô ấy là tình cảm thật lòng và chân thành, không phải như các cuộc tình khác trước đó. Tôi yêu nhưng lại chưa bao giờ xác định sẽ lấy cô ấy, bởi tính cách của chúng tôi không hợp nhau. Cô gái ấy là một cô gái đơn thuần, nhẹ nhàng và điềm tính, sống khá bảo thủ. Còn tôi là một người phóng khoáng, hiện đại và còn rất ham chơi. Sau gần hai năm yêu nhau do một lần sơ sảy, cô ấy đã có bầu. Lúc ấy, bạn gái tôi nhất quyết đòi giữ đứa bé lại. Còn tôi vì lúc ấy đang còn trẻ, còn mãi sông chơi và cũng chưa một lần xác định sẽ cưới cô ấy. Nên tôi nhất quyết bắt cô ấy đi bỏ đứa bé. Cô ấy không chịu và đã khóc lóc vang xin tôi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn cương quyết không cho cô ấy giữ thai. Cuối cùng, dưới sức ép của tôi, bạn gái buộc phải đến bệnh viện để bỏ cái thai. Và tất nhiên, tôi chịu mọi chi phí. Bỏ cái thai đi, tôi như nhẹ đi một gánh nặng, lại vui vẻ và chơi bời như xưa. Nhưng không lâu sau đó, cô ấy bỏ tôi ra đi, bởi không thể chấp nhận một người tàn nhẫn và bạc béo như tôi hơn một năm sau tôi gặp vợ bây giờ tôi lấy vợ trong niềm hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng đã tìm được một người con gái phù hợp với mình cũng từ ngày quen và yêu vợ tôi cũng bỏ luôn cái tính lăng nhăng của mình tôi nghiêm túc và chín chắn hơn chính vì vậy vợ mới đồng ý lấy tôi thế nhưng chẳng có hạnh phúc nào được trọn vẹn chúng tôi cưới nhau được ba năm nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa có con. Chúng tôi đã đi khám rất nhiều nơi, ai mất chỗ nào vợ chồng cũng đi, nhưng ở đâu mọi người cũng bảo vợ chồng tôi đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Sau bao nhiêu năm trong mong mà vẫn không có con. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện trong quá khứ và tâm sự với mẹ mình về những gì đã xảy ra. Mẹ tôi đã giật mình khi không biết rằng tôi lại là một người đàn ông tồi tệ như vậy từ khi đó tôi và mẹ vẫn thường xuyên đi chùa cầu siêu và làm lễ để mong xóa bớt những tội lỗi trong quá khứ tôi đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều giờ đây tôi mới thấm thía được luật nhân quả trong cuộc sống tôi không dám kể cho vợ mình nghe nhưng cô ấy cũng rất hay đi chùa để cầu phúc cũng chỉ mong mỏi chúng tôi sẽ được trời thương và cho một đứa con. Đã hơn một năm nay, cứ đến rằm tháng 7 là tôi và mẹ lại vào chùa để làm lễ cầu siêu cho những linh hồn mà tôi đã gián tiếp giết chết. Tuổi trẻ ai cũng mắc phải những lỗi lầm, có những lỗi lầm do vô tình mà mình mắc phải, nhưng cũng có những lỗi lầm do chính mình tạo ra và hàng ngày tôi vẫn đang cố gắng. Nhưng càng hy vọng, tôi càng có cảm giác ghê sợ chính bản thân mình. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi lỗi lầm quá khứ này? Mối duyên của Dường Ít Dường Ít là chồng của cô tôi. Mẹ Dường Ít do xung đột trong gia đình, khó khăn nên tự sát. Tính cô tôi vốn nóng nảy không tốt, đối với Dường rất lạnh nhạt có thể nói là hôn nhân họ chẳng hợp nhau hồi đó dượng rất muốn ly hôn nhưng sau khi nghe một người bạn nói do anh ta ly hôn mà con trai tự sát nên dượng vì lo nghĩ cho con trai mà không ly hôn đợi đến khi con trưởng thành rồi dượng mới ly hôn dượng và cô tôi ly hôn rồi nhân duyên chuyển xoay khiến dượng gặp được người vợ hiện tại do vợ sâu là cô gái trẻ đẹp, kém dượng 20 tuổi. Nên dượng cũng sợ nếu kết hôn sẽ không ổn. Nên đối với việc tái hôn này, lòng rất ưu tư. Dượng có một người bạn là đệ tử của một vị sư tu ở ngôi chùa nơi Quảng Tây, được bạn giới thiệu đi gặp sư phụ. Dượng dẫn theo cô gái trẻ đẹp đến chùa, nhưng để cô bạn gái đứng ở ngoài chờ đợi. Sau khi Dượng vào chùa sư phụ liền báo. Ông bình sinh, xử việc rất tốt. Vợ của ông hiện tại đang đứng đợi ở bên ngoài. Rồi sư phụ giảng rõ căn nguyên mối lương duyên hiện thời của dượng như sau. Khoảng 30 năm trước, lúc ông đang học đại học, lần nọ đi đường tình cờ gặp một thiếu nữ chết đuối. Ông đã bỏ ra 10 đồng nhờ thuyền phu vớt cô ấy lên hồi ấy 10 đồng là số tiền rất lớn. Do cô gái được vớt lên, không còn y phục, nên ông liền cởi áo khoác, đắp cho cô. Sau đó đặt thi thể cô bên đường, đợi người thân đến nhận. Cô gái này hiện nay đã chuyển thấy chính là vì cô nương đang đứng ở ngoài đợi ông. Dượng cũng kể cho tôi nghe, cô gái hiện thời so với cô gái chết đuối năm xưa diện mạo rất giống nhau. Tuổi tác tính từ năm cô chết đến sinh ra cũng rất phù hợp. Sau khi nghe sư phụ giảng nhân quả, Dượng mới an lòng và quyết định kết hôn với mỹ nữ này. Về sau, họ có một con trai, Dượng độ 50 tuổi, còn cô vợ xinh như hoa kia chỉ khoảng 30. Họ là cặp đôi chồng già vợ trẻ điển hình, chung sống rất hạnh phúc. Dượng có bạn tính tốt, rất trọng nghĩa, nhà lại rất giàu. Cho dù đã ly hôn, Dượng cũng chia nhà và nhiều tiền cho vợ trước. Khi vợ trước bệnh, Dượng lo cưu mang, chăm sóc chu đáo. Nhưng lúc Dượng bệnh thì vợ trước không lo. Tất cả đều do một tay cô vợ sau chăm sóc. Lúc Dượng sinh bệnh, các bác sĩ chuyên môn đều nói là bệnh ung bú. Sư phụ dạy Dượng nên phóng sinh tuy không hiểu biết gì nhưng dượng cũng mua nhiều rùa thả nói ra cũng lạ bệnh dượng lại được lành chẳng biết phóng sinh có quan hệ chi chăng nhưng tôi cảm thấy dượng rất có duyên với phật sau khi lành bệnh dượng bèn dẫn vợ con đi triều lễ thánh địa của chư phật bồ tát tôi kể chuyện dượng là muốn nói về nhân quả do mẹ tôi không tin Phật. Nhưng vì câu chuyện của Dượng chân thật như thế, nên mẹ tôi nhờ đây mà mới bắt đầu tin sâu nhân quả. Vợ chồng là do duyên, do ác duyên hay thiện duyên mà tìm đến nhau. Không duyên thì chẳng kết. Cô tôi là vợ trước, lại chẳng chăm lo cho Dượng. Có lẽ duyên và nợ không sâu. Nhưng cô vợ sâu vì báo ân mà tìm đến, dù ngày xưa dượng chỉ cứu thân xác của cô nhưng nghĩa cử và tấm lòng nhân hậu của dượng vẫn được thiện báo phát nguyện về khẩu nghiệp nguyện từ nay trở đi cho đến ngày thành phật miệng không phỉ bán tam bảo không phỉ bán người hoàng đạo không nói việc xấu ác của người nguyện không bao giờ nói làm lành chẳng được quả tốt làm ác không bị quả khổ. Không hề nói, chết là hết, không có chuyện sinh luân hồi chi. Nguyện không nói vô ích, không nói lời gây tổn hại người, không tuyên truyền kinh sách tà hay ngoại đạo, không dạy người làm thập ác, không suối người phạm tội ngũ nghịch, không tán dương làm ác, không a vua hùa theo thói tục, không dạy người tinh thờ thầy tà, quỷ thần, đồng bóng. Miệng không bình xấu tốt, không giận hờn mắng nhiếc cha mẹ, sư trưởng, thiện tri thức, không ngăn cấm người làm phước. Nguyện miệng con thường tán thán Tam Bảo, nêu cao công đức truyền giáo, luôn giảng quả báo thiện ác lành dữ cho người. Thường nói lời giác ngộ, lời thiện lành, giúp chúng sinh được lợi. Thường thuyết kinh Phật, xác nhận hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh có thể tu thành. Nguyện miệng thường dạy người hiếu dưỡng cha mẹ, quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, hành thập thiện, tu thanh tịnh. Miệng luôn khuyên người phải gấp làm việc thiện như cứu lửa cháy đầu. Giải thích, chúng ta sống đến hôm nay chỉ một lỗi phóng túng khẩu nghiệp, không cẩn ngôn, không thận trọng giữ gìn, mà tạo ra nghiệp ác bất tận, nếu chỉ sám hối thì địa ngục bạc thiệt ác sẽ có phần. Sau khi sám hối rồi thì lúc bàn luận có nói gì cũng phải thận trọng, cẩn ngôn. Tu khẩu đức chính là gìn giữ miệng thật tốt. Điều này đối với người tu rất quan trọng. Phải nhớ khi không bàn chuyện thì im lặng, tĩnh tâm tu, thầm niệm Phật hoặc trì chú để giữ chánh niệm tùy theo pháp môn tu của mình. Lúc nào cũng nhớ lời Phật dạy, tâm thường an trú nơi đạo, vượt thoát tam giới. Riêng hàng cư sĩ tại gia, xin quý vị đừng để chuyện mưu sinh kiếm sống làm ảnh hưởng đến việc tu. Phải biết quỷ thần thiên địa luôn ngầm trợ giúp những ai chịu tu trì. Vì vậy, công việc sự nghiệp của bạn sẽ phát thuận lợi nếu bạn tu chân chính đúng pháp tâm chẳng đắm tham kim ngân, bảo ngọc. Thấy tuấn nam mỹ nữ, lòng không đắm nhiễm vấn vương. Luôn thanh tịnh vô nhiễm, hằng nguyên trì giới luật. Lúc Phật thích ca mới thành đạo, ma vương phái ma nữ đến phá. Nhưng bị thất bại, nên xấu hổ biến thành phẫn nộ. Ma vương ở trước Phật phát lời thề rằng, hiện giờ Phật Pháp đang lên nên ta không thể cản ngăn đành cam chịu để các đệ tử của ta đều bị hóa độ thành đệ tử Phật. Nhưng đến đời mạt Pháp trong tương lai, ta sẽ sai các đệ tử ma non ma chấu của ta, cho chúng trà trộn vào đám đệ tử Phật, mặc y phục Phật giáo, hồng phá hoại đạo Phật, biến giáo thuyết ngươi thành điên đảo để dẫn dụ đệ tử ngươi vào ma đạo. Đến lúc đó, thử xem ngươi làm thế nào. Phật nghe xong lời này, đôi mắt rưng lệ vì thương xót. Phật tuy có thần thông cao tột, nhưng vẫn vô phương ngăn cảnh tối tâm. Khi bóng ngã về tay, lúc Thái Dương chìm lặng. Vì lúc này, những loài sợ ánh sáng sẽ thừa cơ xuất hiện làm hại chúng sinh. Đệ tử Ma Vương có tham sân si sâu nặng, thích làm chuyện xấu ác tối tâm. Một khi chúng trà trộn vào Phật môn sẽ phá hoại giới luật Phật ngay từ trong nội bộ. Chúng đem tà thuyết ô trượt trộn vào giáo lý Phật. Như vậy thì mức độ nguy hại không thể tưởng tượng được. Lúc Phật giảng Kinh Lăng Nghiêm đã thông báo rằng khi thời mạt Pháp tới thì Phật sẽ phái chúng đệ tử là các hàng Bồ Tát chư vị La Hán của Ngài cùng ứng thân gián nhập vào thời mạt Pháp ứng thân tức là dùng thân do cha mẹ sinh ra các ngài sẽ đầu sinh vào các gia đình giai cấp không đồng nhau sau khi những đứa bé hóa thân này lớn lên có thể làm sa môn hay giữ nguyên hình thức thế tục có thể là vua một nước hay lãnh đạo cao cấp của một vùng họ có thể là thủ tướng đại quan hay đồng nam đồng nữ những bé trai bé gái này sau khi trưởng đại rồi sẽ kết hôn hoặc không kết hôn. Thậm chí có vị còn làm xã hội đen, du côn, dâm nữ hay quả phụ. Các vị còn thị hiện là bà vợ hay ông chồng xấu nết, phạm lỗi thông gian hoặc mang thân phận ô nam uế nữ. Để có thể hóa độ, tất cả hạng ti tiện hèn kém trong xã hội. Thật sự, trong khắp các hạng người, đều có Bồ Tát A-la-hán đầu sinh, ứng thân hóa độ. Tại sao chư Phật Bồ Tát A-la-hán không ngồi trên tòa sen uy nghi hiện hách, dán hạ xuống phàm trần để độ người? Bởi nếu làm như vậy thì những hạng phàm phu sẽ sinh tâm kính sự và hoàn toàn không tin là bản thân họ có thể tu suốt tam giới thẳng đến thành Phật. Hiện giờ đang bước vào giai đoạn đầu giai đoạn đầu của thời kỳ mạt pháp kinh đại bi chi pháp vận ra ba thời kỳ chánh pháp tượng pháp mạt pháp chánh pháp là một ngàn năm tượng pháp một ngàn năm mạt pháp một vạn năm chư phật bồ tát a la hán đầu nhập nhân gian là vì chúng sinh bê muội mà dẫn đường chỉ lối đồng thời thể hiện sự tu hành đạo tâm kiên định Ngài tuyên hóa giảng, khi nghe ai có chút trí tuệ thần thông, bạn đừng vội nói họ là ma. Muốn biết có phải là ma hay không thì bạn hãy nhìn, hãy quan sát xem họ còn tham tài, tham sắc, tham danh lợi hay không. Và nhớ lấy, đây là tiêu chuẩn để phân biệt. Phạm những ai ham tiền, xin tiền, vòi tiền đều là giả. Đã minh bạch lý này rồi thì sẽ không bị lừa. Hãy còn kinh lăng nghiêm hiện diện thì chánh pháp không bị diệt và lời răng dạy trong tứ chủng thanh tịnh minh hối chính là bài thi trách nghiệm đo lường mức độ tu chứng xin các pháp lữ mỗi ngày hãy tự nỗ lực tự khảo thí trong phật thuyết pháp diệt tận kinh có giảng một số hiện tượng mà thời nay đã xuất hiện trong đạo lẫn ngoài đời toàn thế giới dường như đều phóng túng thích quảng bá dâm dục sắc tình. Loài vật bị giết giả mang tràn lan để ăn. Khắp nơi xảy ra dối lừa, bịp bợm, cướp trộm, hạ độc, giết người. Vì lợi riêng mà người ta không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Thập ác tăng đến đỉnh điểm, người ta dở đủ mọi mánh khóe để tạo ác. Thậm chí nói năng, hành xử toàn là thô tục, giả trá luôn tận dụng cơ hội để gạt tiền, kiếm tiền. Cái ác mỗi lúc một tăng không ngừng nghỉ. Lúc Phật thích ca giảng, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Diệt Tận, Ngài đã tiên đoán và mô tả các sự kiện này xảy ra vào thời mạt Pháp. Vì vậy, Ngài mới phái chư Bồ Tát, A-la-hán trở lại nhân gian, dùng đủ thân phận để hóa độ đủ hàng người lại xong bộ lương hoàng bảo sám này tất nhiên rất gian khổ thậm chí là khó thể khảm thọ huống nữa là lễ ba bộ hay nhiều hơn nữa chúng ta giống như người vì mê lầm lỡ nuốt độc dược phải lo tẩy độc gấp bằng cách nôn ói ra hết nhưng bạn vĩnh viễn không thể nhờ bụng ai nôn ra giúp cho mình bởi các chuyện nhờ người làm thay tu thay hoàn toàn không có cửa. Chúng ta đều biết, muốn được kết quả vĩ đại, thì phải lao động gian khổ. Cổ nhân từng nói, trời muốn giao trọng trách cho ai, thì trước phải rèn trí, mà luyện họ tơi bời. Vì vậy, nếu ta không nhẫn giỏi, thì có thể thành công. Vì sao người tu hành phải trải qua nhiều cuộc mài dũa, gian lao khổ nhọc? bởi vì tương lai họ phải làm đại sự phải gánh phát và hoàn thành những trọng trách sứ mệnh rất lớn nên trước tiên cần phải hứng chịu sự mài luyện sắt thép khiến tất cả tính tật gai góc xù xì của bản thân đều được dũa mòn mài bằng và còn phải học rành rẽ những điều chưa biết chưa hiểu đại sứ mệnh to lớn kia chính là giúp chúng sinh giác ngộ hỗ trợ việc lấy giới làm sư, dùng Pháp Phật hướng dẫn người, chính lại ma thuyết đang gieo sắc hoành hành nhằm biến Phật Pháp thành điên đảo. Tâm sự của Thiên Thần Trong các kinh điển Đại Thừa, Phật Thượng nhắc nhở vào các ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 24, 28, 29 và 30 dân gian nên ăn chay tu trì để tăng thêm phúc huệ. Vì những ngày này có thiên thần đi thị sát. Đại khái là ngày mùng 1, 15, thì tứ thiên vương đi tuần. Ngày 14, 28, thì thái tử đi tuần. Còn các ngày kia thì thiên tướng đi tuần. Nếu nhân gian giữ thập thiện, ăn chay vào những ngày thiên thần, thị sát này, thì sẽ chiêu cảm mưa gió thuận hòa, tăng nhiều phúc báu. Dù chúng ta không biết nhiều về các thiên thần tuần sát này, nhưng quả thật có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, đảm trách nhiệm phụ riêng, ai lo việc nấy. Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh cũng có thể giao lưu cùng họ. Sau đây là lời chia sẻ của một đệ tử Phật, ông Dược Giới Nghiêm Minh đã khai mở thiên nhãn và có khả năng giao cảm với chư thần mỗi câu kể đều là chân thật, bất vọng ngữ. Mong người hữu duyên xem xong có thể bỏ xấu huân thốt, nỗ lực đều tâm, rộng tuyên dương để cảnh tỉnh người, thì công đức vô lượng. Hôm nay là ngày phí Bồ Tát Đại Thế Chí. Tôi đến, tôi tỉnh tọa như thường lệ, thì bóng thấy một vị thần đến gần mình, bảo tôi là thiên tướng phụ trách việc cai quản chúng sinh còi quỷ trong nhân gian. Song thường chứng kiến cảnh ác, nam dân đa dục, bị chúng quỷ mê hoặc. Có lúc tôi nhìn thấy, ở những nơi ăn chơi rực rỡ ánh đèn màu, có rất nhiều cặp trai gái đang ngồi bên nhau, cùng uống rượu vui đùa. Dù tôi thấy rõ, những người này đều bị các tiểu quỷ mặt xanh, nanh trắng, cười gáy, kẹp cổ. Nhưng tại sao bọn họ lại không có cảm giác chi cả. Có lúc tôi nhìn thấy một nam nhân lẹo đẻo theo sau một cô gái vừa mới quen. Trong não anh ấy chứa đầy tư tưởng dâm dục khoái chí. Tôi thấy anh này hết sức ngu vì anh chẳng biết mỹ nữ đi bên cạnh mình đã bị quỷ điều khiển, dẫn dắt anh ta xa vào đọa lạc. Ngay lúc bọn họ đồng sàng ân ái thì đám quỷ con, quỷ cháu của nữ quỷ này túc trực cạnh bên, nhìn họ thèm thuồng cho đến giây phút được hút tinh huyết của họ. Nguy hơn nữa là chúng có thể ăn nguyên thần báu thịt của nam nhân. Nhưng nam nhân kia không hề hay biết, vì đang đắm chìm trong dục vọng đê mê. Tôi nhìn thấy các nam nhân này, tinh khí không ngừng lưu thất, thân càng lúc càng suy nhưng họ vẫn không chút hối cải cuối cùng thành ra bị chết trong tà dâm ái dục thiên tướng nói đến đây thì mặt buồn so ông cúi đầu thở dài lộ vẻ rất xót xa tôi hỏi chúng quỷ ngông cuồng như thế vì sao các ông ở trên trời chẳng quản họ ông nói chẳng phải là không quản mà vì chúng tôi chỉ có quyền trị tội những chúng quỷ đi khắp nơi hại người bừa bãi. Còn nếu ai nuôi dưỡng tâm dâm, ý tà, thì chính là họ đã tự nguyện đi theo chúng, tức là đang kêu mời phải gọi chúng tới. Vì vậy mà cho dù rất muốn, chúng tôi cũng không thể cứu họ. Đa số bọn họ thuộc hạng khôn ngoan thông minh, theo thế tục, tự cho mình là thành phần trí thức, có học vấn uyên bác, chỉ tin khoa học, chẳng tin có quỷ thần hay nhân quả luân hồi nhưng đáng tiếc là họ sống quá phóng túng buông thả dâm tâm tà dục quá lớn chẳng chịu nghe lời khuyên xem như tự đâm đầu vào chỗ chết bọn họ không hề biết chính lòng tà dục mạnh mẽ của mình sẽ chiêu vời loài quỷ hấp tinh tìm đến phục sẵn phía sau đợi lúc các đôi nam nữ không phải vợ chồng này chìm trong cuộc tri hoang thì bọn chúng tha hồ hút tinh huyết thần khí làm cho các nam dân có cảm giác chóng mặt, ván đầu, thần trí giống như uống nhầm thuốc mê, nên chẳng còn tỉnh táo, suốt đêm lao vào hành lạc không nghỉ, khiến quỷ cháu, quỷ con được chiêu đãi no nê. Sáng ra khi họ tỉnh dậy, cảm thấy mình rất yếu sức, bèn đi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới nằm xuống, thì bỗng nghe tim nói đau một khi hai mắt vừa nhắm lại, nếu phúc lộc đương sự đã cạn hết, thì lập tức họ sẽ biến thành cái xác không hồn. Theo y học chẩn đoán, thì họ bị đau tim và đột tử bất ngờ. Lễ Phật Thế, chúng sinh cõi địa ngục. Vì sao chúng sinh trong địa ngục quy y lễ Phật, khiến họ thoát khỏi khổ nạn, khai mở trí huệ Phật? kinh lăng nghiêm dạy cảnh giới địa ngục là do chúng sinh tạo nghiệp tự chiêu cảm nếu không tạo nghiệp thì dù địa ngục tuy có nhưng chẳng ai có thể kiến họ vào đó được tất cả đều do vọng tưởng sinh ra vì mê bụi tạo nghiệp mà có địa ngục chứ chẳng phải nguyên lai sẵn có đều do chúng sinh có đủ loại phiền não tham sân si vô minh mà sa vào địa ngục vì chẳng tin vào báo ứng nhân quả nên tạo đủ ác nghiệp mới thọ khổ báo. Muốn giúp họ thoát khỏi địa ngục thì điều quan trọng cần thiết đầu tiên chính là giúp chúng sinh hiểu rõ nguyên nhân khiến họ bị đọa địa ngục. Chỉ có hiểu rõ nhân quả, họ mới sinh lòng hối hận và chỉ có chân thành phát tâm sám hối mới có thể lìa khổ được vui. Phật tại cung trời đau lợi giảng kinh địa tạng. Đây là bộ kinh giúp người hiểu rõ nhân quả. Nương theo sức đại nguyện, địa ngục chưa trống, thê chẳng thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng Gia Trì mà có thể giúp chúng sinh lìa khổ địa ngục. Bởi chúng sinh đọa địa ngục không có phúc duyên được đọc bộ kinh này. Vì vậy mà chúng ta phải thường tụng cho họ được nghe như trước đây tôi đã nghe kể. Người trì giới thanh tịnh khi tụng chú Đại Bi có thể khiến chúng sinh địa ngục ngay đó được miễn hình tội và có thể an ổn quỳ nghe tụng chú Đại Bi. Nghe chú rồi thì được giảm khinh hình phạt. Khi người trì giới thanh tịnh tụng kinh địa tạng, nếu phát nguyện vì chúng sinh mà tụng, ác tâm và tiếng có thể thấu đến địa ngục và chúng sinh địa ngục nhờ quyền nghe kinh địa tạng mà được định chỉ thọ hình. Vì sao ư? Vì người nghiêm trị giới luật thì không làm các điều ác, phân làm các điều lành, nên họ là đệ tử chân chính của Phật. Do đó, khi họ tụng kinh là thay Phật giảng kinh hoàng pháp. Nhưng do chúng ta mãn nhục giảng, nên không thể nhìn thấu suốt để có thể thấy được rằng, ngay khi ấy, tất cả chúng sinh bao gồm quỷ thần đều hồi tụ đồng quỳ xuống chắp tay cung kính lắng nghe lời Phật dạy. Hễ người tụng kinh tâm càng thanh tịnh thì phát âm họ tụng càng vang xa, giống như micro công suất lớn có thể vang rất sâu, rất xa, rất rộng. Tương tự như câu chuyện tôi kể về Thọ thần phổ Đà sơn, ông nói khi ngài tuyên hóa giảng kinh chúng sinh trong hư không khắp thế giới đều có thể nghe được. Như vậy có thể thấy, người tu hành thanh tịnh không những thành tựu cho bản thân mà còn có thể sống độ chúng sinh. Rất nhiều chúng sinh trong địa ngục là loài quỷ thần, nhờ nghe kinh mà có thể minh lý, biết lỗi, hối hận ăn năn những tội mình đã tạo lúc làm người. Nhờ một niệm Phật phát tâm sám hối chân thành này, mà họ được thoát khỏi ác đạo, trực tiếp sinh vào cõi người. Giống như đế vương đại xá cho thiên hạ, họ lập tức được tự do. Đó là ý nghĩa của câu Lễ Phật một lạy, tổ diệt hà sa, tụng một bộ kinh, độ chúng vô lượng. Người nếu chẳng giữ giới sẽ bị hắc khí bao phủ, còn người giữ giới thì thân họ sẽ phóng ra lớp kim quang mỏng chưa kể lúc bái Phật còn được Phật quan chiếu đến che chở gia hộ nên sẽ chiêu cảm vô số cô hồn giả quỷ theo bái lạy cùng và đồng cảm nhận luồng Phật quan gia hộ. Vì vậy mà sau khi họ bái Phật xong sẽ nương Phật lực được sinh vào thiện đạo. Hãy họ đến nghe kinh, thính pháp, bái sám Phật đều sẽ được đầu sinh làm người. Sau khi trưởng đại rồi thì đều có duyên lành, được gặp Phật Pháp, tiếp tục học Phật tu hành. Kinh Địa Tạng tả rất kỹ về công thức hành trì tụng kinh này. Xin quý vị tìm xem sẽ rõ. Tụng kinh Địa Tạng có thể nhanh chóng siêu thánh địa, ác nghiệp tiêu trừ, chư Phật che chở. Đây là lời Phật tại cõi trời đau lợi dạy cho chúng sinh lục đạo. Hơn nữa, tụng kinh Địa Tạng còn có thể túc mệnh giai thông, khai mở trí huệ. Tôi đề nghị hãy là đệ tử Phật, bất kể tu pháp môn nào, tông nào, phái nào. Xin đừng quên mỗi ngày nhín ra chút thời gian tụng một bộ kinh địa tạng, gồm ba quyển thượng, trung hạ cho chúng sinh. Nếu bận rộn thì có thể tụng mỗi ngày một quyển. Và hôm sau, kể từ khai kinh kệ là bắt đầu tụng tiếp theo được rồi chỉ cần bạn kiên tâm bền chí hành trì chắc chắn sẽ thu hoạch đại lợi ích